hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh. Thiết tưởng đó là câu chủ đề của tin mừng ngày hôm nay khi chúng ta cầu xin Chúa thánh hóa công ăn việc làm. Bởi vì chúng ta xin phúc lành từ Chúa, chúng ta hưởng phúc lành từ Chúa, và chúng ta cần làm gì để xứng đáng hưởng phúc lành của Chúa. Kính thưa cộng đoàn, ở trong ngày đầu năm, chúng ta nhận được nhiều nhất không phải là tiền lì xì, nhưng là những lời cầu chúc cho nhau. Hẳn đó là những lời cầu chúc tốt đẹp, với niềm hy vọng trong suốt thời gian một năm chúng ta sẽ hiện thực hóa được lời cầu chúc cho nhau. Ngay trên những cây mai ở trên gian cung thánh này, chúng ta cũng thấy treo rất nhiều cái tấm lộc. Nào là an khang thịnh vượng, nào là mọi sự tốt lành. Và ngay đây, cơ man nào là những lời cầu chúc tấn tài tấn lộc. Người ta cầu chúc cho nhau không phải là một chút lộc, nhưng là một tấn lộc. Và để có được tấn lộc đó, người ta lại phải có không phải một chút tài, nhưng là một tấn tài. Thế đó là những lời cầu chúc con người dành cho nhau. Và chúng ta thấy rằng ở trong những lời cầu chúc phúc lộc thọ luôn có một mối dây liên hệ với nhau, và nó thể hiện cái nỗ lực của con người cũng như sự trợ giúp của ơn trên. Người Á Đông, cách riêng là người Việt Nam chúng ta, trong những ngày đầu năm này, ai theo tôn giáo nào thì đến nơi thờ phượng của tôn giáo đó để xin ơn trên. Người ta đến với những ngôi chùa để xin lộc, đến với những ngôi chùa để cầu phúc cầu lộc, còn chúng ta đến nhà Chúa để xin Chúa trợ giúp. Đó chính là sự cậy trông vào ơn trên. Dù có tôn giáo nào thì người ta cũng cậy trông vào đấng mà người ta tôn thờ. Và điều này thể hiện qua tư tưởng của con người: mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Dù con người có trăm mưu ngàn kế, có tính toán đủ kiểu, mà không có sự trợ giúp của ơn trên thì cũng như không. Đây cũng rất gần với suy nghĩ của dân Chúa thời Cựu Ước, thể hiện qua Thánh Vịnh 127: nếu như Chúa chẳng xây nhà, thợ nề vất vả cũng là uổng công. Thành kia mà Chúa không phòng giữ, uổng công người trấn thủ canh đêm. Bạn có thức khuya hay dậy sớm, khó nhọc làm ăn cũng hoài công. Như vậy thì chúng ta thấy rằng con người ý thức được cái tài của mình là một phần, nhưng mà ơn của Chúa, ơn của trời đất mới là điều quan trọng, nếu không muốn nói là điều quyết định. Bởi vì chỉ có sự trợ giúp của ơn trên, chỉ có sự trợ giúp của Chúa, con người mới đạt phúc lộc ở cõi đời này và ở đời sau. Đối với chúng ta, những người Kitô hữu, thì niềm tin đó còn mãnh liệt hơn nữa. Chúng ta thường cầu xin Chúa qua kinh mà chúng ta thường đọc trước mỗi công việc. Cúi xin Chúa sáng soi cho con được biết việc con phải làm, và khi con làm, xin Chúa giúp cho mỗi việc chúng con từ lúc khởi sự cho đến lúc hoàn thành đều nhờ bởi ơn Chúa. Đó là một lời kinh đơn sơ nhưng rất ý nghĩa khi chúng ta khởi sự làm bất cứ một công việc gì đó, dù là di chuyển, dù là công việc nội trợ trong nhà, hay những công việc cần đến trí óc và chân tay, thì chúng ta đều cần đến sự soi sáng của Chúa. Trước công việc, chúng ta đã cần sự soi sáng của ơn trên, và trong khi làm việc, chúng ta cần sự trợ giúp của Chúa, thì việc của chúng ta làm mới mong đạt được kết quả. Trong ngày lễ
xin Chúa thánh hóa công ăn việc làm này. Chúng ta dựa vào lời Chúa để có thể thấy ít nhất ba ý nghĩa như sau. Thứ nhất là Thiên Chúa làm việc. Bài đọc một sách Sáng Thế cho chúng ta thấy Thiên Chúa là đấng chăm chỉ làm việc, thể hiện qua một loạt các động từ: Ngài làm ra, Ngài nặn ra, Ngài thổi hơi, Ngài đặt con người vào, vân vân. Ngài làm ra có nghĩa là diễn tả một quá trình, một thời gian, chứ không phải chỉ phán một lời là có. Đây là một điểm sáng cho chúng ta thấy rằng việc của Thiên Chúa làm, Thiên Chúa cũng phải suy nghĩ, Thiên Chúa cũng phải hành động và trải qua một quá trình kiên trì thực hiện. Mặc dù chúng ta biết Thiên Chúa toàn năng, Thiên Chúa có thể làm được mọi sự, nhưng bản văn Kinh Thánh muốn cho chúng ta thấy một nét rất đặc sắc của Thiên Chúa, đó là chăm chỉ làm việc. Ngài đã tạo ra tất cả mọi sự từ hư không trống rỗng. Ngài đã tách đất ra khỏi biển và làm ra những cây cối xanh tươi cũng như muôn vật ở trên trời dưới biển. Và điều đặc biệt Ngài làm ra sau cùng chính là con người. Ngài lấy đất nặn ra con người, thổi hơi vào mũi con người và đặt con người vào cái môi trường tốt đẹp Thiên Chúa vừa tạo nên. Tuy là một bản văn rất đơn sơ, nhưng cho chúng ta thấy rằng trước khi Thiên Chúa làm ra con người thì Thiên Chúa đã làm ra một môi trường. Thiên Chúa đã chuẩn bị tất cả những gì làm cho cuộc sống của con người được phong phú, làm cho cuộc sống của con người được dồi dào. Những tài nguyên thiên nhiên, không khí, nước, rừng, biển chính là những vật Chúa chuẩn bị không gì khác hơn là nhằm cho con người có một điều kiện sống tốt nhất. Và cũng qua bản văn đơn sơ này, chúng ta thấy rằng Thiên Chúa đích thực là một người cha. Những việc Ngài làm đều có mục đích, và mục đích sau cùng của Ngài là thông ban sự sống cho con người và giúp cho con người có điều kiện sống sung mãn. Thiên Chúa giống như là một người cha, người mẹ. Trước khi sinh con của mình ra thì Ngài đi siêu thị để mà mua sắm tã lót, để mà chuẩn bị sữa, để mà mua sắm quần áo, giày vớ cho đứa trẻ sắp chào đời. Ngài đã chuẩn bị tất cả những điều kiện đó để con người khi sinh vào cõi đời này đã có một sự chuẩn bị sẵn sàng. Nếu chúng ta sống trong ơn gọi làm cha, làm mẹ thì chúng ta sẽ cảm nhận được tình thương của Thiên Chúa lớn lao như thế nào khi tạo dựng tất cả mọi sự cho con người và vì con người. Thiên Chúa làm việc, Thiên Chúa lao động, Thiên Chúa hoạt động, Thiên Chúa tạo ra nhằm mục đích thông chia sự sống, chia sẻ sự sống, chia sẻ hạnh phúc của Ngài cho con người, cho vạn vật. Bởi vậy chúng ta được hiện hữu, chúng ta sống và hoạt động, tất cả những gì chúng ta có, dù là ở bên ngoài chúng ta hay ở nơi chính con người chúng ta, thì đều là ân sủng của Chúa cả. Thiên Chúa hoạt động có một mục đích. Ngài không làm ra những sự dữ, cũng chẳng làm ra những sự ác. Và tất cả những gì Ngài làm ra là hướng đến sự sống một cách trọn vẹn, một cách toàn diện. Chúng ta đọc lại lời của Chúa như thế để thấy rằng cuộc sống của chúng ta, công việc của chúng ta làm, mọi hoạt động của chúng ta cần có một mục đích, cần đi theo hướng, đi theo ý định của Thiên Chúa khi tạo dựng con người, khi tạo dựng vũ trụ này. Chúng ta thấy rằng hết thảy mọi người ai cũng chịu khó làm việc, ai cũng làm việc để có thể cho cuộc sống của mình có những điều kiện tốt nhất, đồng thời có cái để mà trợ giúp những người thân trong gia đình.
Tuy nhiên chúng ta thấy những hoạt động của con người không phải lúc nào cũng hướng đến một mục đích tốt đẹp cả. Nếu người ta hoạt động, làm việc chỉ vì lợi ích của bản thân mà quên đi lợi ích của người khác và quên đi ý định của Thiên Chúa, thì hoạt động của con người có nguy cơ dẫn đến hủy diệt sự sống, hủy diệt môi trường. Trong các công trình của con người tạo ra, chúng ta thấy có cả những điều tích cực, có cả những điều tiêu cực, có những hoạt động làm cho cuộc sống của con người được tốt hơn, nhưng cũng có những hoạt động làm cho cuộc sống của con người mất đi ý nghĩa, giá trị khi vì lợi lộc mà người ta bất chấp tất cả những quy chuẩn của luân lý, của đạo đức và nhất là của những lời Chúa dạy. Thánh Phaolô trong bài đọc 2 hôm nay cho chúng ta thấy cái giá trị của hoạt động của Ngài. Ngài nói với những người lãnh đạo giáo đoàn Ê-phê-sô: "Tôi làm việc để cung cấp của ăn cho bản thân mình, cho những người cộng sự với tôi, đồng thời có của để trợ giúp những người nghèo khó, những người đau yếu bệnh tật." Mặc dù đó không phải là công việc chính của Ngài, Ngài có nghề dệt lưới để mưu sinh, nhưng công việc chính của Ngài là rao giảng tin mừng, là chia sẻ niềm vui của tin mừng cho anh chị em. Nhưng Ngài vẫn làm việc để mưu sinh và để trợ giúp người khác. Chúa Giêsu hết mực căn dặn các môn đệ cần phải chăm chỉ làm việc. Họ được Thiên Chúa như ông chủ tốt lành giao cho 5 nén, giao cho 2 nén để có thể qua cái việc chuyên cần làm việc của mình sinh ra những hoa trái tốt đẹp cho bản thân, cho gia đình, cho xã hội, cho hội thánh. Và những người chăm chỉ làm việc, nhất là dựa theo thánh ý của Thiên Chúa, thì đáng được phúc lộc Thiên Chúa đã dành sẵn cho. Còn người tôi tớ lãnh nhận từ Thiên Chúa phúc lành nhưng lại lười biếng thì lại bị tước mất tất cả những gì anh có. Ở trong ngày mùng 3 Tết, chúng ta xin Chúa thánh hóa công ăn việc làm, thì một đàng chúng ta cầu giúp, cầu xin Chúa trợ giúp cho chúng ta trong công việc làm ăn, và đàng khác chúng ta cũng cần đóng góp cái sức lực của mình vào cái việc cộng tác với ơn của Chúa ban, và nhất là làm cho công việc của chúng ta hướng đến một mục đích rõ ràng, vì chia sẻ sự sống bằng tình thương Thiên Chúa đã dành cho mỗi người chúng ta. Không phải chúng ta cầu chúc cho nhau những điều tốt đẹp thì đương nhiên những điều tốt đẹp đó sẽ trở thành hiện thực. Nó cần cả sự nỗ lực của bản thân, sự soi sáng của ơn Chúa và nhất là sự giúp sức của Thiên Chúa. Chúng ta tiếp tục cầu xin Chúa chúc lành cho mỗi người chúng ta, để mỗi người chúng ta tìm được một công việc xứng đáng, nuôi sống bản thân, thăng tiến xã hội và giúp cho những người thân yêu trong gia đình. Có như thế thì cái lộc mới đến, sự bình an mới đến và sự trường thọ mới đến cho cuộc sống của chúng ta. Xin Chúa chúc lành cho mỗi người chúng ta.